Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tuyên dương công nhân viên chức lao động điển hình tiên tiến. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bảo vệ môi trường. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn làm việc với Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025. Dự có đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các phong trào thi đua trong các cấp công đoàn những năm qua đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nổi bật là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo đã khơi dậy tiềm năng, trí tuệ của người lao động, tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ các phong trào thi đua đã có hàng nghìn sáng kiến cấp cơ sở, 680 sáng kiến cấp tỉnh thuộc các lĩnh vực kinh tế xã hội, gần 400 đề tài cấp tỉnh được triển khai thực hiện, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong các hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh có 50 giải pháp đạt giải cấp tỉnh, 5 giải pháp đạt giải toàn quốc, có 344 đoàn viên được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật và đồng chí Trần Văn Vinh đánh giá cao kết quả các phong trào thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh trong 5 năm qua. Để phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa, đồng chí Trần Văn Vinh đề nghị công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục quan tâm nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ công nhân viên chức lao động, coi trọng lao động sáng tạo với thực hiện nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cụ thể hóa tiêu chí thi đua phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, địa phương, đơn vị, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong công tác thi đua khen thưởng, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương, thúc đẩy đội ngũ công nhân viên chức lao động tự giác tích cực tham gia các phong trào thi đua, đổi mới nội dung, hình thức các phong trào thi đua hướng về cơ sở. Tại hội nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng bằng khen cho Liên đoàn Lao động tỉnh và đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, tặng bằng lao động sáng tạo năm 2020 cho 10 cá nhân. Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên dương khen thưởng 51 tập thể và 165 cá nhân điển hình tiên tiến. Cũng trong sáng nay, Hội đồng dân tỉnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ 3 giai đoạn 2020-2025. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khước, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp hội, hội viên Hội nông dân tỉnh trong các phong trào thi đua 5 năm qua. Từ những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khước đề nghị các cấp hội nông dân tiếp tục đưa phong trào thi đua đạt hiệu quả cao hơn, đẩy mạnh xây dựng các chương trình, dự án thiết thực hiệu quả để hỗ trợ cho hội viên nông dân, nhất là hỗ trợ vốn, tìm kiếm thị trường, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Gắn kết chặt chẽ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Với các phong trào, cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khước cũng đề nghị các cấp các ngành tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ hội viên nông dân sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm an toàn, hướng dẫn thành lập tổ hợp tác xã chuyên sản xuất, cung cấp nông sản sạch. Phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn nông dân đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, chỉ dẫn địa lý, đóng gói sản phẩm, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm đặc trưng của tỉnh Vĩnh Phúc. Tại hội nghị, 5 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 20 tập thể và 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 được nhận bằng khen của Hội nông dân tỉnh. Trong dịp này, Hội nông dân tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. Chương trình thời sự tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương trên toàn quốc về công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy,
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Trần Văn Tiến, tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương. Các bộ ngành địa phương phải giải quyết cho được 3 cái đọng là đọng vốn, đọng thủ tục và nợ đọng là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị. Chính vì vậy, tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cấp các ngành phải làm rõ được 3 vấn đề. Đó là phải tìm ra nguyên nhân khiến giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, giải pháp để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và chỉ ra những điểm còn khó khăn vướng mắc để tháo gỡ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh cả nước bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thì đầu tư công là cứu cánh quan trọng để nước ta vượt qua khó khăn. Do đó, các bộ ngành địa phương phải coi đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trong năm 2020. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương cần tập trung giải quyết những khó khăn vướng mắc để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn trong những tháng cuối năm theo kế hoạch. Kiên quyết xử lý nghiêm người đứng đầu nếu để xảy ra sai phạm, chậm tiến độ về giải ngân vốn đầu tư công. Các địa phương cần tăng cường đối thoại với nhân dân để giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Phát biểu sau hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Chỉ cho biết, 6 tháng đầu năm nay, Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp so với cả nước. Do vậy, các cấp các ngành trong tỉnh cần thực hiện nghiêm theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải ngân vốn đầu tư công. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Chỉ đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chương trình hành động, những giải pháp trọng tâm về giải ngân vốn đầu tư công. Trên cơ sở kế hoạch đầu tư công đã giao, các huyện thành phố cần triển khai hết sức quyết liệt, tổ chức ký cam kết trong việc đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án và giải ngân vốn đầu tư công. Giao Kho bạc Nhà nước phối hợp với các đơn vị chủ đầu tư hoàn tất thủ tục, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đối với các công trình dự án. Giao Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì tổng hợp tiến độ từng dự án cụ thể, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Phải có giải pháp đồng bộ, quyết liệt và căn cơ để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bảo vệ môi trường là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Chỉ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc chiều nay với huyện Yên Lạc và huyện Vĩnh Tường về tình hình quản lý, xử lý chất thải và bảo vệ môi trường ở một số cụm công nghiệp làng nghề có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Hiện trên địa bàn huyện Yên Lạc có 4 cụm công nghiệp và 8 làng nghề đang hoạt động. Để xử lý rác thải, huyện Yên Lạc đã quy hoạch 11,3 ha đất để xây dựng lò đốt, bãi chôn lấp rác thải. Đến nay toàn huyện có 65 bãi rác thải đang hoạt động. Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tại đô thị, nông thôn và các cụm công nghiệp đạt tỷ lệ trên 90%. Tuy nhiên, công tác quản lý môi trường tại các cụm công nghiệp làng nghề trên địa bàn huyện vẫn còn gặp nhiều hạn chế do hệ thống xử lý nước thải của các cụm công nghiệp đã xuống cấp. Hệ thống thu gom nước thải và nước mưa chưa được tách biệt. Hầu hết các làng nghề trên địa bàn huyện nằm xen kẽ trong các khu dân cư, nước thải, khí thải chưa được xử lý mà thải trực tiếp ra môi trường. Đối với công tác quản lý, xử lý môi trường tại hai xã Bình Dương và Vân Xuân, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Tường đã yêu cầu các địa phương đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, yêu cầu các hộ thu mua, tái chế phế liệu ký cam kết bảo vệ môi trường. Đồng thời xử lý nghiêm đối với các trường hợp đổ trộm chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp ra môi trường. Huyện Vĩnh Tường đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cụ thể việc giám định, phân tích, đánh giá ngưỡng chất thải nguy hại phát sinh tại xã Bình Dương để có cơ sở xử lý đối với từng loại chất thải và hỗ trợ kinh phí thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp phát sinh. Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Chỉ đề nghị các sở ngành và hai địa phương phải có giải pháp đồng bộ, quyết liệt và căn cơ để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bảo vệ môi trường. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Chỉ yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, bên cạnh những điển hình cần chỉ rõ những đơn vị, cá nhân vi phạm, từ đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị về công tác bảo vệ môi trường. Đồng chí yêu cầu huyện Yên Lạc khẩn trương làm việc với công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm trên quốc lộ 2C. Giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục xem xét quy hoạch các khu cụm công nghiệp phục vụ sản xuất kinh doanh, không để tình trạng các làng nghề nằm trong khu dân cư, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm những vi phạm liên quan đến các hành vi đốt rác, xả rác thải công nghiệp ra môi trường, vi phạm hành lang giao thông, lấn chiếm sử dụng đất sai mục đích, nghiên cứu đề xuất mức thu phí đóng góp xử lý rác thải nguy hại và công nghiệp, đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các địa phương tổ chức cho người dân ký cam kết không đổ rác thải nguy hại ra môi trường. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Chỉ cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, các hộ sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp
cũng cần tăng cường cải tiến công nghệ, giảm thiểu tối đa lượng khí thải, rác thải ra môi trường. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân huyện Bình Xuyên tổ chức kỳ họp thứ 17 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và một số nội dung quan trọng khác. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Mặc dù chịu tác động bởi những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, song kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm của huyện Bình Xuyên vẫn phát triển ổn định. Tổng giá trị sản xuất đạt hơn 46.600 tỷ đồng. Trong đó, giá trị sản xuất ngành công nghiệp xây dựng đạt 44.676 tỷ đồng, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đạt trên 555 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 534 tỷ đồng, đạt 60% dự toán. Cùng với đó, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, xây dựng nông thôn mới, bồi thường giải phóng mặt bằng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Đến nay, địa phương đã giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 50%, bồi thường giải phóng mặt bằng xong trên 100 ha, thẩm định xong 15 công trình dự án, hoàn thành quyết toán 8 dự án, hoàn thành thi công 11 dự án, thực hiện chuẩn bị đầu tư 23 dự án. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, toàn huyện giải quyết việc làm mới cho 650 người, thực hiện chi trả theo nghị quyết 42 của Chính phủ cho trên 8.700 đối tượng với số tiền hơn 40 tỷ đồng. Kỳ họp đã tập trung thảo luận bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, trong đó chú trọng công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Ngoài các báo cáo chuyên đề, kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân huyện Bình Xuyên sẽ thông qua 7 dự thảo nghị quyết quan trọng. Sáng nay, đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có buổi làm việc với Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên về tình hình hoạt động của trung tâm và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn đã đi kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, thăm động viên các bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn ghi nhận và đánh giá cao về những nỗ lực vượt qua khó khăn của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa qua. Trước những khó khăn thực tế của Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị ngành y tế cần tăng cường công tác tham mưu, đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh để kịp thời tháo gỡ. Trước mắt quan tâm tới cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế tuyến cơ sở, chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, y bác sĩ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân. Đối với các kiến nghị, đề xuất của Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị Sở Xây dựng, Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tổng thể chi tiết xây dựng cơ sở vật chất Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên đảm bảo đồng bộ, phát huy công năng sử dụng. Sáng nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong 6 tháng đầu năm, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội. Cả nước có 30,8 triệu lao động bị ảnh hưởng tiêu cực bởi COVID-19, trong đó số người bị giảm thu nhập chiếm tới 57,3%, trên 890.000 người bị thất nghiệp và 1,2 triệu người nằm ngoài lực lượng lao động. Trong khi nhiều tỉnh, thành phố, người lao động không có việc làm, thì tại Vĩnh Phúc, trong 6 tháng đầu năm đã giải quyết việc làm cho hơn 9.400 lao động, trong đó đưa 377 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã tổ chức 9 phiên giao dịch việc làm. Số người được tuyển tại sàn là 471 người. Trung tâm Đào tạo Lao động Xuất khẩu thực hiện chi trả hỗ trợ một phần chi phí cho lao động đi xuất khẩu 487 hồ sơ với số tiền trên 5 tỷ đồng. Trong 6 tháng cuối năm, ngành Lao động Thương binh và Xã hội đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết số 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, nghị quyết số 84 của Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19 trên thế giới còn diễn biến phức tạp. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 868 ngày 10 tháng 1 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Tường đã sáp nhập xã Phú Thịnh và xã Tân Cương thành lập đơn vị hành chính mới là xã Tân Phú. Sau một thời gian thành lập, bộ máy hành chính mới tại xã Tân Phú đã từng bước hoạt động ổn định, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.
Ngay sau khi được thành lập, xã Tân Phú đã rà soát, đánh giá kỹ lưỡng trình độ chuyên môn, năng lực của từng cán bộ công chức, từ đó bố trí phân công nhiệm vụ phù hợp, đảm bảo ổn định tổ chức bộ máy. Trước hết là phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao của tập thể cán bộ ban chấp hành đảng bộ cùng với các cái tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị để tiếp tục là từng bước ổn định cái lề lếp hoạt động và sau đó thì sẽ xây dựng cái mục tiêu phát triển theo cái đề án mà chúng tôi đã mục tiêu đã đặt ra. Thông qua việc sáp nhập đã giảm được gần 10 cán bộ công chức, trong đó có 4 cán bộ chủ chốt. Đội ngũ cán bộ công chức của xã ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Xã Tân Phú hiện có 4,36 km diện tích đất tự nhiên và quy mô dân số 7.244 người. Đảng bộ xã có 12 chi bộ trực thuộc với 393 đảng viên. Khi tiến hành sáp nhập hai xã, chúng tôi đã tiến hành đảm bảo các cái quy trình và đồng thời là tạo được cái dư luận tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sau khi mà sáp nhập xong thì huyện cũng tiến hành chỉ đạo, xã cũng tiến hành đại hội đảng. Thì đến nay là đại hội đảng đã thành công tốt đẹp. Các cái đề án về nhân sự, về các cái chương trình về phát triển kinh tế xã hội của xã sau khi được sáp nhập hai xã là một thì có thể nói là đã được xây dựng và đảm bảo được các cái điều kiện để duy trì được cái ổn định và phát triển trong cái thời gian tới. Việc sáp nhập xã Phú Thịnh và xã Tân Cương thành xã Tân Phú là thực hiện đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là một chủ trương đúng đắn với sự quyết tâm của đội ngũ cán bộ và tập thể đảng bộ chính quyền địa phương, hướng tới một bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi khống chế thành công dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, các cấp các ngành đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Là ngành duy nhất ghi nhận mức tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm với tổng giá trị sản xuất toàn ngành đạt gần 6.000 tỷ đồng, tăng 1,02% so với cùng kỳ, ngành nông lâm nghiệp và thủy sản đã và đang triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trong năm 2020, trong đó tập trung vào việc tái đàn lợn. Ngành nông nghiệp tham mưu kịp thời cho tỉnh để chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi có hiệu quả, thực hiện hướng dẫn các hộ chăn nuôi áp dụng chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, ưu tiên khuyến khích chăn nuôi theo hướng trang trại tập trung công nghiệp quy mô lớn, phối hợp với các huyện, thành phố để triển khai có hiệu quả nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ cái lợn nái đã được Ủy ban Nhân tỉnh phê duyệt năm 2020 là 3.200 con. Để hoàn thành mục tiêu thu hút đạt 550 triệu đô la Mỹ vốn FDI và 5.500 tỷ đồng vốn DDI trong bối cảnh công tác thu hút đầu tư 6 tháng đạt thấp do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Vĩnh Phúc đang tiếp tục thực hiện mạnh mẽ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư. Tập trung thực hiện tốt những cái nhiệm vụ giải pháp theo cái các cái chính sách của nhà nước đã ban hành như là nghị thông tư 01 của Ngân hàng Nhà nước, nghị định 41 và nghị quyết 42, nghị quyết 84 của Chính phủ để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Cái thứ hai là tập trung nắm bắt kịp thời, tăng cường đối thoại với các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh đạt khoảng 35,44 nghìn tỷ đồng, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất 6 tháng đầu năm trong 10 năm trở lại đây. Tuy nhiên, nhìn nhận trong bối cảnh chịu tác động mạnh mẽ của dịch COVID-19, mức tăng trưởng này được coi là thành công của Vĩnh Phúc. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 6 tháng cuối năm, Vĩnh Phúc đã đề ra những giải pháp cụ thể. Thứ nhất là vẫn tập trung cao độ vào cái việc mà phòng và chống dịch, kiên quyết đề phòng và bảo vệ và không để cái dịch bệnh COVID-19 nó quay trở lại, nó bùng phát trở lại. Đây là cái một trong những cái đặt ra những cái mục tiêu yêu cầu rất quan trọng và yêu cầu tất cả các cấp các ngành phải tổ chức triển khai thực hiện. Cái vấn đề thứ hai mà chúng tôi đặc biệt quan tâm và chỉ đạo rất là quyết liệt
đó là cái việc mà tập trung tháo gỡ những cái khó khăn cho các cái doanh nghiệp, hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp trong việc mà phục hồi lại sản xuất, tháo gỡ các cái thủ tục liên quan đến thuế, liên quan đến hải quan để tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp có thể nhập khẩu được cái nguyên vật liệu đầu vào và xuất khẩu được những cái hàng hóa sản xuất đi. Và một trong những cái nội dung mà tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh cũng rất quan tâm chỉ đạo trong thời gian vừa qua, ngoài cái việc chống dịch tốt, ngoài cái việc mà phục hồi lại sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng, thì phải tập trung cao vào cái việc mà nâng cao cái đời sống của người dân và quan tâm đến các cái chính sách an sinh xã hội. Mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, song với sự nỗ lực quyết tâm của toàn thể đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Vĩnh Phúc tự tin vượt qua khó khăn, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra trong năm 2020. Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2020, Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại phân bón Phú Điền đã tổ chức thăm hỏi, trao tiền phụng dưỡng và tặng quà cho hai mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện Bình Xuyên. Thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại phân bón Phú Điền đã nhận phụng dưỡng suốt đời hai mẹ Việt Nam anh hùng, là mẹ Nguyễn Thị Yên có chồng và con trai là liệt sĩ chống Mỹ cứu nước và mẹ Hoàng Thị Hiên có hai con trai là liệt sĩ chống Mỹ ở xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên. Đại diện lãnh đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại phân bón Phú Điền đã thăm hỏi sức khỏe các mẹ và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh mất mát của các mẹ Việt Nam anh hùng, tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Đón nhận món quà từ đại diện lãnh đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại phân bón Phú Điền, các mẹ Việt Nam anh hùng xúc động trước tình cảm và sự quan tâm của công ty. Các mẹ gửi lời chúc sức khỏe và cảm ơn đến tập thể lãnh đạo, cán bộ và công nhân của công ty. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.